Công đoàn hãng Samsung Display ngày 21 tháng 6 đã tiến hành đình công lần đầu tiên trong lịch sử thành lập công ty. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong số các công ty thành viên của tập đoàn Samsung kể từ sau khi Phó Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong tuyên bố hủy đường lối kinh doanh không công đoàn. Phía công đoàn đã tổ chức kín lễ ra mắt Ủy ban đối sách giải quyết tranh chấp, sau đó 6 cán bộ công đoàn bắt đầu đình công trước. Công đoàn dự kiến sẽ đẩy cao mức độ đình công như tổng đình công tùy theo thái độ thỏa hiệp của công ty do đây là cuộc đình công đầu tiên kể từ sau khi thành lập công đoàn. Thêm vào đó, hiện số thành viên tham gia công đoàn mới chỉ ở đầu ngưỡng 10% tổng số nhân viên, nên phía công đoàn đã lựa chọn phương án đình công tập trung vào các cán bộ trước. Về điều này, phía Samsung Display cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại với công đoàn. Tuy nhiên, công ty vẫn giữ nguyên lập trường là không thể nâng trên 4,5% lương cơ bản. Phía công đoàn đang yêu cầu công ty nâng trên 6,8% lương cơ bản. Nếu công ty không thay đổi thái độ thì sẽ tiến hành đình công vô thời hạn. Ủy ban đối sách giải quyết tranh chấp của phía công đoàn cho biết, phía công đoàn dự định sẽ đình công vô thời hạn, nhưng có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo thái độ của công ty. Nếu công ty đề xuất phương án sửa đổi, thì công đoàn sẽ có thể đồng ý đàm phán. Do phía công ty Samsung Display không từ chối đối thoại, nên vẫn có khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán kín.